Chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ của ngày hôm nay, một kênh thông tin thời sự quốc tế tổng hợp được chúng tôi tổng hợp liên tục hàng ngày sẽ giúp quý vị và các bạn có những thông tin mới nhất về thời sự quốc tế. Hôm nay có những nội dung như sau. Steve chỉ thẳng mặt và nói: "Đại dịch Trung Cộng mà phe đảng đã tạo ra." Cựu chiến lược gia của Nhà Trắng, ông Steve Bannon đã có buổi thảo luận trên chương trình buổi sáng của đài Fox News. Theo đó, người dẫn chương trình Maria Palomo, hệ thống y tế của Mỹ hiện đang có trên bờ vực sụp đổ hay không? Ông trả lời rằng đây là một cuộc chiến và rằng đại dịch nước Tàu mà Đảng Cộng sản nước Tàu tạo ra rất có thể sắp phá hủy hệ thống y tế của New York. Đó là lý do vì sao Tổng thống Donald Trump và thị trưởng New York đang đổ nguồn lực vào đó. Mọi thiết bị các bệnh viện của Hải quân, công binh lục quân Hoa Kỳ cùng với mức nguồn tiền khổng lồ lên tới 2.000 tỷ đô la. Họ như là một chiến binh thực sự. Họ đang đổ dồn mọi nguồn lực. Cũng trên chương trình này, ông Steve Bannon cũng khẳng định lại một lần nữa, đại dịch nước Tàu là nhân tạo do Đảng Cộng sản nước Tàu sản sinh ra và rằng Đảng Cộng sản nước Tàu phải chịu trách nhiệm cho đại dịch này mà chính họ đã gây nên bởi vì nó đang lan truyền trên toàn cầu hiện nay. Được biết, ông Bannon hiện đang dẫn đầu nhóm nghiên cứu tư nhân. Họ đang nỗ lực tìm về nguồn gốc cũng như tiến hành nghiên cứu thuốc chữa. Đồng thời, họ đã cập nhật một số kết quả nghiên cứu trên trường Radio Postcard của mình. Theo một báo cáo chưa công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khoảng 2 triệu Twitter lan truyền các thuyết âm mưu về nó trong vòng 3 tuần khi nó bùng phát bên ngoài nước Tàu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết 1% các bình luận này cho thấy bằng chứng về hoạt động làm truyền tin giả có sự hợp tác của điều phối. Trước đó, một số nghiên cứu cho thấy nó có thể là sự lai ghép của hai chủng khác nhau bao gồm SARS và HIV. Mặc dù khả năng liên kết của nó với protein ACE2, thụ thể bên ngoài tế bào phổi, chủ yếu hơn SARS, nhưng thể đầu N protein S1 của nó lại giống như các protein ở giai đoạn của HIV, cho phép nó gắn vào tế bào cơ thể, thấy hiệu quả hơn SARS từ 100 đến 1.000 lần. Điều này cho thấy 90% khả năng nó được nhân tạo, ít nhất đã có sự can thiệp của con người trong quá trình nó xuất hiện. Cũng tại hội nghị G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển đã họp hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến vào thứ Tư ngày 25 tháng 3. Tại cuộc họp này, phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington DC sau hội nghị trực tuyến cùng các quan chức của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Anh Quốc, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố rằng hội nghị G7 đã thảo luận về chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều cuộc thảo luận hôm nay trong nhóm G7 là về việc chế độ Trung Quốc tiếp tục tham gia vào chiến dịch, cố tình lan truyền thông tin sai lệch về virus Vũ Hán. Ông Pompeo nói, bạn thấy các thông tin sai lệch đó trên truyền thông xã hội, bạn thấy nó trong các bài phát biểu của quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang nói về việc liệu đây có phải là do Mỹ mang vào Trung Quốc hay không. Tôi cho rằng đây là câu chuyện điên rồ, ông Pompeo nói thêm. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng việc thông tin minh bạch hoàn toàn là rất cần thiết để chiến đấu với loại virus chết người này. Ông Pompeo gọi đây là virus Vũ Hán. Ông Pompeo nói, điều đó có nghĩa là mọi bên đều phải minh bạch hoàn toàn, trong đó có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì dịch bệnh này là thách thức đang diễn ra nên chúng ta vẫn cần thông tin chuẩn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc về những gì đang diễn ra bên trong Trung Quốc. Virus corona chủng mới đã bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm ngoái. Ông Pompeo cho rằng chính quyền Trung Quốc đã trì hoãn chia sẻ thông tin quan trọng về dịch bệnh này. Họ là một nước đầu tiên biết về rủi ro dịch bệnh đối với thế giới, nhưng họ đã nhiều lần trì hoãn chia sẻ thông tin đó với toàn cầu, ông Pompeo nói. Ngoại trưởng Pompeo tiếp tục khẳng định rằng nước Mỹ tha thiết muốn hợp tác với tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc để cứu được nhiều nhân mạng và đảm bảo sức khỏe cho nhiều người, và sau đó cũng là để khôi phục nền kinh tế toàn cầu đã và đang bị tổn hại do virus Vũ Hán. Ông Pompeo nói Trung Quốc đang tạo ra thông tin sai lệch bằng cách cố gắng tuyên bố họ là người hùng trong cuộc khủng hoảng này sau khi cung cấp một lượng nhỏ vật tư y tế cho thế giới. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định với báo giới rằng đại diện của 6 nước khác trong hội nghị G7 trực tuyến đều có cùng quan điểm với Mỹ về việc Trung Quốc đang lan truyền tin giả về dịch virus Vũ Hán. Tất cả các đại diện của các quốc gia trong phiên họp sáng nay đều nhận thức sâu sắc về việc chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện để cố gắng làm chệch hướng khỏi những gì đã và đang thực sự diễn ra. Ông Pompeo nói với đông đảo phóng viên có mặt tại buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, theo tạp chí Der Spiegel của Đức, các lãnh đạo G7 đã không đồng thuận với việc ông Pompeo gọi virus corona là virus Vũ Hán. Các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh vào thuật ngữ COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt
vì cho rằng tên này mang tính ngoại giao hơn. Theo BuzzFeed, phía Mỹ đang muốn đưa thông tin nội dung lên án Trung Quốc, Nga và Iran cố tình lan truyền thông tin sai lệch về virus corona vào tuyên bố chung G7. Hiện báo giới vẫn chưa rõ các nước khác có đồng ý với tuyên bố này hay không. Ngoại trưởng Mike Pompeo từ trước khi bùng phát dịch virus Vũ Hán cũng đã gây áp lực lên các đồng minh châu Âu, kêu gọi họ đồng hành cùng Washington chống lại sự trỗi dậy, gây hại của chế độ Trung Quốc. Trong tuyên bố vào tháng 11 năm 2019, ông Pompeo đã chỉ đích danh kẻ thù mới của NATO là Đảng Cộng sản Trung Quốc và lên án Trung Quốc, Nga, Iran và các nước có các hệ thống giá trị rất khác so với phương Tây. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, tờ Washington Post đã đăng tải một bài viết của George Rogin, chuyên gia phân tích chính trị từng làm việc cho nhiều hãng thông tấn nổi tiếng như CNN, Bloomberg. Bài viết có tựa đề: "Đừng trách Trung Quốc vì vụ bùng phát coronavirus, hãy trách Trung Cộng." Bài viết phân tích về nguyên nhân nên gọi virus corona chủng mới đang gây đại dịch toàn cầu là virus Trung Cộng, một tên gọi đang được lan truyền bởi các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo và chính khách trong nỗ lực chống lại chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, một bài viết tương tự có tựa đề "Hãy cùng gọi nó là virus corona Trung Cộng" xuất hiện trên tờ Hồng Kông Free Press cũng nêu lên ý kiến tương tự. Điều thật sự quan trọng đối với sức khỏe và an toàn của chúng ta là Hoa Kỳ cần phản đối nỗ lực viết lại lịch sử đại dịch coronavirus của chính quyền Trung Quốc. Điều cũng quan trọng không kém là chúng ta không nên khuyến khích tình trạng phân biệt chủng tộc và gắn nhãn người dân Trung Quốc hay người Mỹ gốc Hoa. Mấu chốt để làm được hai điều này là chúng ta phải phân biệt trong cách nói, khi nói về người Trung Quốc và khi nói về nhà cầm quyền của họ tại Bắc Kinh. Tổng thống Trump một mực gọi virus corona là virus Trung Quốc. Cơ sở cho cách gọi này của Tổng thống rất đơn giản và hành động này của Tổng thống là chính xác. Các quan chức Trung Quốc đang cố ý lan truyền thông tin dối trá rằng virus có thể bắt nguồn từ Mỹ. Họ làm vậy để trốn tránh trách nhiệm và thất bại của họ trong giai đoạn đầu virus bùng phát. Cách gọi này không hề phân biệt chủng tộc hoàn toàn không. Virus đến từ Trung Quốc, đó là lý do tôi sử dụng cái tên này. Tôi muốn chính xác trong lời nói, Tổng thống Trump chia sẻ hôm 17 tháng 3. Virus Trung Cộng đang lây lan ra toàn cầu. Nhiều người không hẹn mà cùng đặt nghi vấn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục đến mức độ như thế nào? Trung Quốc rốt cuộc có bao nhiêu người lây nhiễm, bao nhiêu người tử vong? Do thiếu chân tướng và do dễ dàng tin vào những lời nói dối, toàn thế giới còn phải trả giá thảm thiết thế nào nữa? Về những nghi ngờ này, tờ báo Thế giới tại Đức gần đây đã có một bài viết tiết lộ trò bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh rốt cuộc đã tiết lộ bao nhiêu chân tướng? Từ ngày 2 tháng 2, trong bài viết, Bắc Kinh rốt cuộc đã tiết lộ bao nhiêu sự thật? Die West đã trích dẫn câu hỏi trong bộ phim Mỹ Thảm họa Chernobyl, cái giá của sự dối trá là gì? Trong bài viết còn nói, năm 1986, Liên Xô che giấu vụ nổ hạt nhân, che đậy rò rỉ hạt nhân, nên đã tạo thành thảm họa hạt nhân nghiêm trọng. Hiện nay, lịch sử dường như lại tái diễn. Rất nhiều người Trung Quốc cũng đang truy vấn, cái giá của lời nói dối là gì? Trên trang mạng xã hội Douyin tại Trung Quốc đại lục, điểm đánh giá của bộ phim Thảm họa Chernobyl lên đến 9,6 điểm. Hơn 200.000 lượt bình luận sau khi virus Trung Cộng bùng phát. Số lượt bình luận bỗng tăng mạnh. Hơn nữa, bình luận điện ảnh trở thành bình luận xã hội. Cư dân mạng nói, giống biết nhường nào, bi thảm biết nhường nào. Trong bài viết, Jay West còn nói, sự thật biến mất từ nơi đâu, dối trá bắt đầu từ nơi đâu. Trong lúc virus Trung Cộng đang hoành hành toàn cầu, không chỉ có người Trung Quốc đặt ra vấn đề như thế này. Để đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch bệnh trở thành tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế. Đến lúc này, dịch bệnh đã lan ra hơn 20 quốc gia. Vấn đề là vẫn có quá nhiều thông tin mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, người ta còn có một loại cảm giác càng tồi tệ hơn. Tất cả vốn có thể khác đi so với tình hình hiện nay. Số liệu chính thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố là nguyên nhân của sự mâu thuẫn. Thông tin là sự chênh lệch quá lớn về nội dung giữa truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thông tin trên mạng xã hội. Phàm là những thông tin không đồng điệu với cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đều nhanh chóng biến mất. Bài viết của Die West tiết lộ, sau khi virus bùng phát, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tăng cường kiểm duyệt truyền thông quốc tế ở trong nước. Từ ngày 31 tháng 1, trang web của Die West đã bị chặn tại Trung Quốc. Ngay cả bình luận về phim Thảm họa Chernobyl trên Douyin cũng bị ẩn đi. Bài viết sắc bén chỉ có Trung Quốc có thể giúp chúng ta của Die West đã chỉ ra, trong lúc virus Trung Cộng đang hoành hành trên thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc tự xưng là cứu tinh của châu Âu, thật là quá mỉa mai. Bài viết miêu tả về hai sự kiện xảy ra gần đây. Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio đã đăng một đoạn video trên Facebook của mình,
một chiếc máy bay chở vật tư cứu viện của Trung Quốc hạ cánh xuống Ý. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić bày tỏ tức giận trên Facebook. Giờ mới biết sự đoàn kết của châu Âu không hề tồn tại. Trong bức thư ông gửi cho ông Tập Cận Bình, có gọi ông Tập Cận Bình là anh em, còn nói chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp đỡ được chúng ta. Bài viết nói hai sự việc này đã khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc xúc động, nhưng lại khiến người châu Âu phải suy nghĩ. Điều châm biếm mạnh mẽ là Trung Quốc mới là nơi bắt nguồn của virus Trung Cộng. Chính sự che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới khiến cho virus lan ra toàn cầu. Hiện tại trọng tâm của dịch bệnh đã chuyển sang châu Âu. Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đưa ra tư thế muốn cứu giúp châu Âu thoát khỏi nguy nan. Bài viết chỉ thẳng, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra tư thái này là có mục đích chính trị của họ. Họ muốn thoát khỏi hình tượng virus lưu manh, đồng thời muốn lợi dụng nguy cơ hiện giờ của châu Âu để mở rộng sức ảnh hưởng của họ tại châu Âu. Nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn muốn tiến vào châu Âu, chia rẽ và làm suy yếu châu Âu. Bài viết trích dẫn lời của đội ngũ các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu về Trung Quốc tại Berlin. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn thế giới. Mục đích là chuyển dịch sự chú ý của công chúng ở ngoài Trung Quốc, nhằm dễ dàng thoái thác trách nhiệm làm nhỡ thời cơ ứng phó với virus. Bài viết nói làn sóng tuyên truyền này bắt đầu từ Ý. Cách nói Đảng Cộng sản Trung Quốc quyên tặng vật tư cho Ý đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội. Nhưng những lời dối trá này cũng nhanh chóng bị vạch trần. Những sản phẩm từ Trung Quốc chuyển đến Ý tuyệt đại đa số đều là hàng hóa xuất khẩu chính ngạch, đều là chính quyền Ý mua sắm, có lúc là ủng hộ của các nhà từ thiện. Trong các sản phẩm xuất khẩu bao gồm cả lượng lớn máy thở. Một bộ phận nhỏ vật tư cứu viện, ví dụ như tăm bông, quần áo phòng hộ và khẩu trang là đến từ những tổ chức phi chính phủ quyên tặng, ví dụ như Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc, công ty Xiaomi và Quỹ Mã Vân. Tuy nhiên, chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói đây là những tặng phẩm thì hoàn toàn không đúng sự thật. Phần lớn các vật phẩm nhận chuyển ra ngoài Trung Quốc đều là hàng xuất khẩu. Bài viết chỉ ra một cách rõ ràng, tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một phương diện. Một số chính khách châu Âu cố ý xu nịnh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Ý Di Maio được coi là trợ thủ đạt tiêu chuẩn của bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đối xử rất tốt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thậm chí bị lên án một cách châm biếm là bộ trưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.